gì nó phải có giá của nó đúng không? Này quay đi rồi ơi, lắc mạnh nào. Hôm nay cơn lốc màu da cam này. Hôm nay anh Việt kể chân và quần đùi. Đúng rồi. Mọi hôm nào mặc áo dài. Mọi hôm mặc áo khoác thì hôm nay ông Toản mặc áo thì mình lại cởi trần. Đấy, thế là vì anh bảo là hình như mưa hay sao ấy. Mưa đấy. Thời tiết mưa xuân rồi. Nhưng có mưa để cho các vận động viên đá bóng cho nó. Cao Đình Toản, vận động viên cao tuổi nhất nhì xích đu vòng. Ngực thằng đét rồi. Hôm nay anh Việt cây cú các cụ mặc áo, còn anh Việt thì cởi trần. Đúng rồi. Hôm nay phải đổi. Mặc vào mưa lạnh. Lạnh đúng không? Sợ rồi à? Cởi ra cái lạnh đúng không? Sợ. Lạnh mà hôm nay nó mưa anh ạ. Anh khôn lắm bảo sao anh mặc áo này là mưa. Đâu, thằng tao đang cởi chân nhưng mà thằng nhưng mà em nó bảo là coi như mặc áo mà nó quay vô được. Cởi mặc áo. Hôm ăn cỗ anh Thu em bảo về mặc áo, anh còn đi về đi bộ về mặc áo ấy, lửa tiếng đâu mới ra. Mặc áo là một khó khăn đây, đang mẹ mồ hôi tỏa đây này. Mặc là quen. Ủa. Xuống cái áo nhá. Cho Việt lên đi nhá. Vâng. Xuống cái áo đây. Cởi áo nhưng bụng em không ngon như bụng bác.